Phín Đan xin kính chào quý vị khán giả của Lido Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Văn hóa và Con người hàng tuần do Phín Đan phụ trách trên Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, đây là chương trình đầu năm, và với một cái chương trình đầu năm thì một cái món quà mà Phín Đan đến cho quý vị tất hẳn là phải là một món quà mà quý vị sẽ cảm thấy hứng thú và thích thú. Thưa quý vị, chương trình đầu năm Canh Tí 2020 thì Phiến Đan đến với quý vị lời đầu tiên là lời chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, một năm mới, năm vừa qua chúng ta đã trải nghiệm cái đời sống với nhiều cái sự khó khăn hay là với nhiều cái sự may mắn thành đạt, thì chúng ta cũng đã kết thúc năm 2019, năm Mậu Tuất, và bây giờ chúng ta lại tiếp tục đón năm Canh Tí, một năm mà phải nói với bao nhiêu cái sự vui, và người ta bảo là chuột thì luôn luôn sẽ mong cho mình tìm thấy những hũ nếp rất là to. Và trong dịp năm mới 2020, năm Canh Tí, Phiến Đan xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và tài lộc dồi dào. Quý vị luôn luôn tràn trề hạnh phúc như là con chuột đã chạy vào một cái hũ nếp hạnh phúc của nguyên một năm 2020. Và thưa quý vị, trong dịp đầu năm thì Phiến Đan cũng xin mời quý vị cùng với Phiến Đan đón tiếp một nghệ sĩ. Một nghệ sĩ mà cứ mỗi Tết đến là chúng ta sẽ thấy cô ấy trên những cái sân khấu của cộng đồng Việt Nam và những cái buổi diễn chương trình nhạc dân tộc, mà chị là một người có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thưa quý vị, phía Nam muốn nói đến nữ nghệ sĩ Nga Mi. Khi nói đến nghệ sĩ Nga Mi thì quý vị sẽ biết một người thiếu nữ nhỏ nhắn, nhưng mà cái giọng hát của chị thì mạnh vô cùng. Nhưng mà chị hát nhiều thể loại, từ nhạc dân ca, nhạc dân tộc cho đến nhạc ngoại quốc, hát cũng rất là hay. Phía Nam phải nói là khi mời chị đến chương trình này là một cái sự chọn lựa rất là cẩn thận, là bởi vì đây là một cái chương trình đầu năm, Phiến Đan muốn đem đến cho quý vị một cái nguồn cảm hứng mới trong năm Canh Tí. Thưa quý vị, mời quý vị cùng Phiến Đan đón tiếp nghệ sĩ Nga Mi. Nga Mi xin hân hoan kính chào tất cả quý vị của đài Liên Sài Gòn, và thân mến chào Phiến Đan. Xin cảm ơn chị. Chương trình đầu năm thì Phiến Đan biết là năm nay quý vị, khi chúng tôi thâu hình cái chương trình này thì là chúng ta đang vẫn còn là mùa đông, và trong cái khí mùa đông này thì ai cũng có vẻ là không được khỏe lắm. Phiến Đan không muốn nói bệnh, nhưng mà không được khỏe lắm, và quý vị nghe cái giọng của Phiến Đan biết rồi, ngay chị Nga Mi cũng không được khỏe lắm. Thế nhưng khi mà lên chương trình này thì tất cả mọi cái không được khỏe đó đã tan biến rồi, là bởi vì chúng ta đang hân hoan chào đón mùa xuân Canh Tí 2020. Và chị, quý vị thấy chị Nga Mi, một màu sắc của năm mới rất là xinh đẹp, với cái bộ quốc phục cổ truyền mà chị Nga Mi lại tươi tắn như thế này. Quý vị ơi, chúng ta cùng chào đón chị Nga Mi. Và Phiến Đan cảm ơn chị. Cảm ơn Phiến Đan, cảm ơn quý vị. Phiến Đan khen quá là không biết phải nói thế nào bây giờ. Đặt ra đây là bộ quần áo cổ truyền chắc cũng không có cổ lắm đâu Phiến Đan ạ, tại vì mình cũng hơi tân hả. Tuy nhiên mình vẫn giữ cái nét áo dài cổ truyền của Việt Nam mình. Vâng, dạ. Thưa chị, vậy thì cái lời đầu năm đó chị nói gì với khán giả truyền hình Lido Sài Gòn TV? Kính thưa quý vị khán giả, Nga Mi cũng hoạt động nghệ thuật vùng này rất là nhiều năm, cũng như là ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ như nhiều năm. Nhưng mà sau khi định cư tại Orange County thì Nga Mi cũng tổ chức một số những chương trình ca vũ nhạc, và đặc biệt là những cái chương trình đó phần chính là về dân ca truyền thống Việt Nam, và bên cạnh đó thì bao giờ cũng có những cái chương trình tân nhạc để cho chương trình được phong phú hơn. Thì cũng nhiều năm thì Nga Mi, thời đó thì Nga Mi cũng cùng với nghệ sĩ Trần Lãng Minh tổ chức một số chương trình, nhưng mà gần đây thì cũng vì bận rộn nhiều việc cho nên cũng chưa có làm được một cái chương trình nào khác nữa. Tuy nhiên thì đang cũng còn đang nung nấu ở trong lòng
rằng là sẽ phải làm một cái chương trình sắp tới gồm có những cái tiết mục rất là chọn lọc, và đặc biệt là những cái tiết mục về dân ca, dân nhạc truyền thống Việt Nam. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, chị Nga My là một nghệ sĩ thuần túy, là nghệ sĩ đó, tại vì chị là người sống rất là tươi mát trong âm nhạc. Đến với cái loại nhạc nào thì chị cũng thể hiện một cách rất là tích cực, và chúng ta cảm nhận được cái giai điệu mà chị truyền tải, nó đi sâu vào trong cái tâm hồn của mình. Thưa chị, phía Nam muốn hỏi là cái nguyên do nho nào mà đưa chị đến với dòng nhạc mà phải nói là nhạc dân gian, nhạc dân tộc, nó rất là gần. Mà phía Nam thấy biết chị đầu tiên không phải là, quý vị, phía Nam xin thưa quý vị nè, phía Nam biết chị Nga My nhiều năm trước rồi, bởi vì phía Nam được xem những cái buổi trình diễn dân ca của chị, và chị ngồi chị hát, trời ơi, nó đáng yêu và nó thuần túy dân tộc vô cùng. Nhưng mà lại bất ngờ có một cái buổi mà Dạ Vũ lại thấy chị, ôi giời ơi, chị hát nhạc ngoại quốc, hát chẳng thua gì là Whitney Houston, chị hát rất là hay và nghĩa là sôi động, chẳng thua gì những ca sĩ và nhạc trẻ. Cho nên Phiến Nam nói là đối với Phiến Nam, chị có nhiều bất ngờ. Vậy thế thì từ cái lúc nào mà chị đã đến với cái dòng nhạc, cái giai điệu dân tộc? Cảm ơn Phiến Nam đã hỏi câu hỏi rất là hay. Vâng, tân nhạc và nhạc ngoại quốc, cái thời Nga My sanh ra mà lớn lên á, thì nó rất là mạnh mẽ. Cho nên lúc đó mình cũng bị ảnh hưởng rất là mạnh. Thế nên hát tân nhạc và hát nhạc ngoại quốc rất là nhiều. Thời đó thì là nhạc tiền chiến. Nhưng mà sau này thì đúng ra thì Nga My được có một người mẹ. Mẹ Nga My là một người có một giọng hát rất là hay. Không phải mèo khen mèo dày đuôi, nhưng mà mẹ Nga My hát hay lắm. Mình không có thể nào sánh nổi với cụ luôn á. Mà mẹ của Nga My lại là người yêu nhạc dân ca Việt Nam. Cho nên thỉnh thoảng cụ hát nhạc dân ca Việt Nam, rồi cụ lại dạy cho vào những cái câu thơ, câu vè, câu ví, những cái câu ca dao này kia, cụ hay nói lắm. Rồi nó cũng thấm nhập vào trong tâm hồn mình từ thuở bé. Rồi khi lớn lên thì Nga My tình cờ được biết đến nhờ một số những cái người bạn, họ giới thiệu những cái DVD, những CD mà nhạc dân ca truyền thống Việt Nam từ tại ở Việt Nam, do những nghệ nhân đã hiện thời thì đã qua đời, nhưng mà những nghệ nhân đó đã cho Nga My có một cái ấn tượng rất là mạnh về dân ca truyền thống Việt Nam, nhất là về hai thể điệu mà Nga My hay hát nhất, đó là hát ca trù và hát quan họ. Thì nhờ như vậy cho nên Nga My đã đi về đến Việt Nam và học hỏi về bộ môn hát ca trù. Nhờ như vậy mà Nga My hát được một số những cái làn điệu hát ca trù. Và đó là những cái làn điệu mà rất là cổ của Việt Nam mình. Và lại nó cũng là một cái làn điệu được UNESCO công nhận, đó là một cái di sản phi vật thể của thế giới. Rất là hay, quý vị ơi. Rồi Phía Nam sẽ giới thiệu quý vị xem chị Nga My hát. Thế thì bây giờ chúng ta đã chuẩn bị để mà đón năm mới. Thế thì đối với chị, cái năm mới nó gần gũi với cái văn hóa Việt như thế nào? Mà đối với chị, cái cảm nhận của chị trong âm nhạc, trong cái năm mới như thế nào? Như quý vị cũng đã biết, năm mới của người Việt là một cái thời gian có ý nghĩa nhất của một năm. Tất cả các con cái dù ở xa đến đâu cũng phải quay về tụ họp với gia đình để được gặp gỡ ông bà cha mẹ, rồi cúng dỗ, cúng những cái buổi đầu năm để mà hướng về tổ tiên của mình. Thành thử đó là một cái dịp lễ rất là quan trọng. Và nhờ như thế thì họ có cơ hội để mà quay lại với cái nguồn gốc của gia đình, của tổ tiên của họ. Thì dân ca đó là sao? Là dân ca là từ cái phát xuất từ chính
trong cái hoạt động xã hội của con người, cho nên từ đó họ phát xuất ra những cái làn điệu ca hát này không? Thưa quý vị, Phiên Đàn xin phép tạm dừng trong giây lát để giới thiệu các cơ sở thương mại và chợ Chợ Đài, và sẽ trở lại với chị Nga My. Cảm ơn quý vị.